6. Phẩm xưng dương công đức. Lúc bấy giờ, Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân nào, không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc viết chép, dùng nhiều vật báu trang sức, lại đem tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, sẽ được vô lượng vô biên phước đức không thể nghĩ bàn, không thể tính kể. Vì sao? Kiều thi ca, vì nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể thành tựu tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, như lai ứng chánh đẳng giác, cũng có thể thành tựu năm Ba La Mật Đa là bố thí vân vân, cũng có thể thành tựu pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng có thể thành tựu chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng có thể thành tựu cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, cũng có thể thành tựu Thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng có thể thành tựu 37 pháp bồ đề phần, cũng có thể thành tựu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng có thể thành tựu 8 giải thoát, 9 định thứ đại, cũng có thể thành tựu 3 môn giải thoát, cũng có thể thành tựu tịnh quán địa cho đến như lai địa, cũng có thể thành tựu cực hỷ địa cho đến pháp vân địa. Cũng có thể thành tựu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng có thể thành tựu 10 lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng có thể thành tựu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng có thể thành tựu pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng có thể thành tựu việc giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, cũng có thể thành tựu thanh văn độc giác và vô thượng thừa. Cũng có thể thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Do đó kiểu thi ca, nếu các thiện nam, thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc viết chép, dùng nhiều vật báu trang sức, lại đem tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đem phước xây dựng tháp ở trên, so với phước đức này, thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến không bằng 1 phần cực nhỏ. Vì sao? Kiều thi ca, vì nếu kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà an trụ trong lòng người ở châu thiện bộ, thì Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo ở thế gian thường còn không bị mai một. Do nhân duyên này ở thế gian thường xuất hiện 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến Bát Nhã ba la mật đa, như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc đại tộc sát đế lợi, đại tộc bà la môn, đại tộc trường giả, đại tộc cư sĩ, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, hoặc thanh văn độc giác vô thượng đại thừa, hoặc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc đại bồ tát giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, và tu các hạnh nguyện của đại bồ tát, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, chuyển pháp luân vi diệu độ thoát loài hữu tình. Như vậy cho nên, thắng sự thường không bị mai một. Lúc bấy giờ, trời tứ đại thiên vương ở 3000 đại thiên thế giới, và chư thiên ở thế giới kham nhẫn cho đến trời sắc cứu cánh, đồng thanh, bạch với trời đế thích. Đại tiên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thường nên lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu có thể, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì tất cả ác pháp sẽ bị tổn giảm, thiện pháp được tăng trưởng lợi ích, cũng làm cho tất cả chúng trời được tăng trưởng, còn bè đảng A-tu-la bị tổn giảm, cũng làm cho tất cả con mắt Phật Pháp Tăng thường không bị tổn giảm, làm cho tất cả hạt giống Phật Pháp Tăng thường không bị đoạn tuyệt. Đại tiên nên biết,
do hạt giống tam bảo không bị đoạn tuyệt, nên thế gian mới có bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cũng có pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, cho đến cũng có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng có quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, cũng có đại bồ tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng có thanh văn độc giác bồ tát Như Lai ứng chánh đẳng giác. Vì vậy đại tiên thường nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, ông nên đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì nếu Atula và bè đảng ác của chúng khởi ý nghĩ như vậy, chúng ta phải chiến đấu với chư thiên, thì lúc đó chư thiên và quyến thuộc của các ông phải nên trí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, và cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Khi ấy Atula và bè đảng ác của chúng vừa khỏi ác tâm, liền tự tiêu diệt. Còn nếu năm tướng suy của các thiên tử hoặc thiên nữ hiện ra, tâm họ hoảng hốt, kinh hãi, lo sợ lúc chết sẽ đọa vào các đường ác. Bấy giờ chư thiên và quyến thuộc các ông phải đến trước những vị ấy mà chí thành tụng niệm bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lúc ấy các thiên tử hoặc thiên nữ kia nghe sức mạnh thiện căn của bát nhã ba la mật đa này, sanh lòng tin thanh tịnh đối với bát nhã ba la mật đa này, thì năm tướng suy mất, thân tâm được an ổn. Giả sử họ có qua đời cũng được sanh trở về chỗ cũ, hưởng sự giàu sang sung sướng ở cõi trời hơn lúc trước bội phần. Vì sao? Vì phước lực nghe đọc và tin tưởng bát nhã ba la mật đa này rất lớn. Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân hoặc các thiên tử và thiên nữ dù chỉ nghe qua một lần sức thiện căn của bát nhã ba la mật đa sâu xa này, nhất định chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì chư Phật và các đệ tử trong ba đời đều học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, đã đang sẽ thật sự chứng đắc sự cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa thâu nhiếp khắp tất cả, thâu nhiếp đầy đủ pháp phần bồ đề, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp bồ tát, pháp Như Lai. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: Bát nhã ba la mật đa sâu xa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, là vua của tất cả chú, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có thể điều phục tất cả nhưng không bị tất cả hàng phục. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện, có thể viên mãn tất cả thiện pháp thù thắng. Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì chư Phật ba đời đều nương vào đại vương thần chú bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ thoát các hữu tình. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc tu hành bố thí trì giới, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoặc cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, hoặc các hạnh đại bồ tát, hoặc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa nên có đại bồ tát, nương vào đại bồ tát nên có 10 thiện nghiệp đạo, cho đến có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, cũng có thanh văn độc giác bồ tát và chánh đẳng giác xuất hiện ở thế gian. Ví như thuốc, sao, núi, biển đều nhờ vào sự luân chuyển của trăng tròn mà được tăng trưởng. Như vậy, dược liệu công đức của 10 thiện nghiệp đạo cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật đều dựa vào các đại bồ tát mà được tăng thịnh. Tất cả ngôi sao, hiền thánh, hữu học, vô học, trời, người, thanh văn, độc giác cũng được tăng thịnh.
Tất cả núi biển cả, Bồ Tát và chư Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng được tăng thịnh. Khi chư Như Lai ứng chánh đẳng giác chưa xuất hiện ở đời, chỉ có chúng Đại Bồ Tát đầy đủ sức phương tiện thiện xảo. Vì các hữu tình tuyên thuyết pháp thế gian xuất thế gian, nhưng không bị đảo lộn. Vì sao? Vì nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa ở thế gian, đều từ chúng Đại Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo mà được thành tựu. Phương tiện thiện xảo của Bồ Tát đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Các Đại Bồ Tát thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có thể viên mãn bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể đạt được 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không rơi vào địa vị thanh văn, độc giác, giáo hóa các hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, giữ gìn thọ mạng Bồ Tát viên mãn đầy đủ chúng hội, viên mãn tịnh độ, viên mãn chủng tánh, viên mãn sắc lực cho đến chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép, giảng giải, giảng thuyết cùng khắp, sẽ đạt được công đức lợi ích thù thắng xuất thế gian ở đời hiện tại và vị lai. Khi ấy trời đế thích bạch Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, vì sao thành tựu được công đức lợi ích thù thắng xuất thế gian ở đời hiện tại và vị lai? Phật dạy, Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này ở đời hiện tại không bị tổn hại, vì tất cả độc dược, chú ếm, chú thuật, không bị lửa đốt cháy, không bị nước nhận chìm, không bị tổn thương vì các dao gậy vân vân, cho đến không bị chết yểu vì 404 thứ bệnh, chỉ trừ định nghiệp đời trước chín muồi nên đời hiện tại phải lãnh chịu hậu quả. Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, nếu gặp việc quan hoặc oán tặc bức bách thì nên trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dù có đến chỗ tai nạn kia cũng không bao giờ bị gia hại, khiển phạt. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì thế lực oai đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là vậy. Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, nếu muốn đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chắc chắn được các vị vua hoan hỷ hỏi thăm, cung kính cúng dường. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, thường đối với hữu tình không xa lìa tâm từ bi hỷ xả. Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, sẽ được thành tựu công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại cũng như vậy. Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này sanh chỗ nào, thường không xa lìa 10 thiện nghiệp đạo, hoặc tu hành bố thí trì giới, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc 6 pháp ba la mật đa cho đến hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp, không rơi vào cảnh giới địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, trừ khi vì nguyện lực thọ sanh mà đến chốn kia để làm lợi ích cho các hữu tình. Dù sanh ở chỗ nào, thường đầy đủ các căn, tướng mạo đoan nghiêm, không khuyết chi phần và tuyệt đối không sanh vào hạng bần cùng hạ tiện, công thương tạp loạn, hàng thịt, thợ săn, trộm cướp, quan ngục, nhà chiên trà la, nhà gánh thây chết, các dòng họ thấp hèn. Phần nhiều sanh trong cõi Phật nghiêm tịnh, từ hoa sen hóa sanh, không tạo các điều ác, thường không xa lìa thần thông nhanh chóng. Tùy theo ý thích mà đến các cõi Phật để thân cận cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, lắng nghe chánh pháp, tu hành đúng như lời nói, dần dần chứng đắc trí nhất thiết trí. Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này sẽ được thành tựu công đức lợi ích thù thắng ở đời vị lai cũng như thế. Vì vậy, Kiều Thi Ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này muốn được công đức lợi ích thù thắng của thế gian hay xuất thế gian ở hiện tại và vị lai cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thường không xa lìa, thì phải đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tâm không xa lìa trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng,
tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, anh lạc, tràng phan, bảo cái, chân kỳ, kỹ nhạc, đèn sáng, vân vân mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lúc bấy giờ nhiều phạm chí ngoại đạo muốn tìm lỗi Phật, khi ấy trời đế thích thấy điều đó liền nghĩ, hiện giờ nhiều phạm chí ngoại đạo đến pháp hội rình tìm chỗ sai sót của Phật, sẽ gây tai nạn cho Bát Nhã chăng? Ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà đã thọ trì nơi Phật, để bọn tà đạo kia bỏ đi. Nghĩ như vậy, trời đế thích liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi đó nhiều phạm chí ngoại đạo từ xa đã kính lễ và nhiễu quanh bên phải của Thế Tôn, đồng thời quay trở lui. Lúc này Xá Lợi Tử thấy vậy bèn nghĩ, ngoại đạo kia do duyên cớ gì vừa đến rồi lại quay đi. Phật biết ý nghĩ của Xá Lợi Tử, ngài bảo, các ngoại đạo kia muốn tìm lỗi của ta, nhưng vì trời đế thích tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa khiến họ trở về. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy các ngoại đạo kia có chút bạch pháp nào, chỉ ôm lòng xấu vì muốn tìm lỗi của ta nên đến đây. Xá Lợi Tử, ta hoàn toàn không thấy tất cả chư thiên quỷ ngoại đạo hữu tình ở thế gian khi nghe thuyết Bát Nhã mà ôm lòng độc ác đến tìm cách phá hoại. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả chư thiên hoặc các thanh văn độc giác Bồ Tát Phật và tất cả trời rồng dược xoa Atula vân vân đầy đủ đại oai lực ở 3000 đại thiên thế giới này đều chung giữ gìn ủng hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không để cho bọn tà đạo gây tai nạn. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì chư thiên vân vân đều dựa vào oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, thanh văn độc giác Bồ Tát, trời rồng thần dược xoa Atula vân vân ở 10 phương hằng hà xa thế giới đều cùng nhau giữ gìn ủng hộ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, không để cho bọn tà đạo gây tai nạn. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì chư Như Lai vân vân đều dựa vào oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh. Lúc bấy giờ ác ma trộm nghĩ, bây giờ bốn chúng vây quanh trước sau Phật, lại có chư thiên ở cõi dục và cõi sắc đến vân tập tại chúng hội tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở đây nhất định các đại Bồ Tát được nhận lời thọ ký ở trước Phật sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu. Cõi của ta sẽ bị trống không, ta phải đến đó phá hoại con mắt của họ. Suy nghĩ như vậy rồi, ác ma liền hóa thành bốn quân oai hùng dũng mãnh đến chỗ Phật. Khi ấy trời đế thích thấy vậy, bèn nghĩ, ác ma làm những việc đó vì muốn đến não hại Phật, gây tai nạn cho Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì bốn đội quân trang bị hùng mạnh, tinh nhuệ như thế, thì bốn đội quân hùng mạnh của vua Ảnh Kiên nước Ma Yết Đà cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của vua Thắng Quân nước Kiều Tát La cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của Thích Trùng Đại Vương nước Kiếp Tỷ La cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của vua Lật Chiếp Tỷ nước Vệ Xá Ly cũng không sánh bằng. Bốn đội quân hùng mạnh của vua Lực Sĩ nước Cát Tường Mao cũng không sánh bằng. Do đây xem xét thì bốn đội quân như thế nhất định là do ác ma hóa ra. Ác ma luôn luôn rình tìm lỗi của Phật, phá hoại sự tu hành thắng sự của hữu tình. Ta phải tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa đã được học ở Phật để ác ma kia tìm đường thối lui. Khi trời đế thích nghĩ như vậy, liền tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, bọn ác ma liền thối lui. Đây là do sức mạnh của đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà bức bách được ác ma vậy. Bấy giờ trong hội chúng có trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh, cùng lúc hóa các hoa trời vi diệu, các loại tràng hoa vân vân và phẩm vật để cúng dường. Các vị ấy bay trên hư không, chắp tay cung kính bạch Phật, nguyện cầu Bát Nhã Ba La Mật Đa này an trụ lâu dài ở trong lòng người Châu Thiệm Bộ. Vì sao? Vì khi Bát Nhã Ba La Mật Đa truyền khắp nhân gian ở Châu Thiệm Bộ,
thì nên biết Phật Pháp Tăng Bảo ở nơi ấy không bị mai một. Ở 3.000 đại thiên thế giới cho đến 10 phương vô lượng vô số vô biên cõi Phật cũng lại như vậy. Do nhân duyên này, nên biết việc tu hành thắng hạnh của các đại Bồ Tát cũng có thể biết rõ. Tùy theo nơi nào, chỗ nào có các thiện nam, thiện nữ, vân vân, dùng lòng tin thanh tịnh mà viết chép thọ trì bát nhã ba la mật đa bằng cách cung kính cúng dường, thì nên biết chỗ ấy có hào quang vi diệu, trừ diệt được u ám, sanh ra các phước đức thù thắng. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo chư thiên, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời các vị nói, khi bát nhã ba la mật đa truyền khắp nhân gian ở châu Thiệm Bộ, thì nên biết Phật Pháp Tăng Bảo ở nơi ấy thường không bị mai một, cho đến tùy theo ở các nơi chốn nào hễ có các thiện nam thiện nữ vân vân dùng lòng tin thanh tịnh mà viết chép thọ trì bát nhã ba la mật đa bằng cách cung kính cúng dường, thì nên biết chỗ ấy có hào quang vi diệu, diệt trừ được u ám, sanh ra các phước đức thù thắng. Khi ấy chư thiên lại hóa làm các hoa trời vi diệu và hương tràng hoa giải lên Phật, cùng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với bát nhã ba la mật đa trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, thì tất cả ác ma và quyến thuộc của chúng không thể làm hại được, vì chư thiên chúng con thường theo dõi ân cần hộ trì để người đó không bị tổn não. Vì sao? Vì chư thiên chúng con rất tôn trọng pháp bảo, nên cung kính vị ấy như kính Phật, hoặc giống như tôn trọng đệ tử của Thế Tôn. Lúc đó trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân này chẳng phải do ít căn lành mà thành tựu được việc này, nhất định là vào đời trước ở vô lượng chỗ Phật đã tu tập nhiều căn lành, phát nhiều hạnh nguyện chân chánh, cúng dường nhiều vị Phật, phụng sự nhiều bạn lành, cho đến đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng tinh cần tu học suy nghĩ đúng lý viết chép giảng giải tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi. Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật phải học bát nhã ba la mật đa, muốn chứng đắc bát nhã ba la mật đa phải học trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật đều phát khởi từ bát nhã ba la mật đa. Tất cả bát nhã ba la mật đa đều phát khởi từ trí nhất thiết trí của chư Phật. Vì sao? Vì sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật không khác bát nhã ba la mật đa. Tất cả bát nhã ba la mật đa không khác trí nhất thiết trí của chư Phật. Nên biết sự chứng đắc trí nhất thiết trí của chư Phật cùng với bát nhã ba la mật đa này không hai không hai phần. Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, oai lực công đức của bát nhã ba la mật đa thật là kỳ lạ hy hữu. Lúc ấy cụ thọ khánh hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà Như Lai ứng chánh đẳng giác không xưng tán công đức tên gọi bố thí vân vân năm ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, mà chỉ xưng tán công đức tên gọi của bát nhã ba la mật đa thứ sáu? Phật bảo khánh hỷ: Khánh hỷ, bát nhã ba la mật đa thứ sáu đối với năm ba la mật đa trước cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là đạo sư, cho nên ta chỉ xưng tán công đức tên gọi của bát nhã ba la mật đa. Lại nữa khánh hỷ, ý ông thế nào? Nếu không hồi hướng về trí nhất thiết trí mà tu hành bố thí cho đến trí nhất thiết tướng thì có gọi là chân thật tu hành bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng không? Khánh hỷ đáp: Bạch Thế Tôn, không có. Bạch Thiện Thệ, không có. Phật dạy: Khánh hỷ, điều cốt yếu là do hồi hướng về trí nhất thiết trí mà tu hành bố thí cho đến trí nhất thiết tướng mới có thể gọi là chân thật tu hành bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Cho nên ta nói bát nhã ba la mật đa thứ sáu đối với năm ba la mật đa trước cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là bậc đạo sư. Do vậy mà ta chỉ xưng tán công đức tên gọi của bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao hồi hướng trí nhất thiết trí mà có thể tu hành bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng?
Phật dạy, khánh hỷ, vì dùng pháp không hai làm phương tiện, pháp không sanh làm phương tiện, pháp vô sở đắc làm phương tiện, để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí ba la mật đa, cho đến trí nhất thiết tướng. Cụ thọ khánh hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sao lại dùng pháp không hai làm phương tiện, pháp không sanh làm phương tiện, pháp vô sở đắc làm phương tiện, để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Phật dạy: Khánh hỷ, vì dùng sắc cho đến trí nhất thiết tướng không hai làm phương tiện, không sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Khánh hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao dùng sắc cho đến trí nhất thiết tướng không hai làm phương tiện, không sanh làm phương tiện, vô sở đắc làm phương tiện, để hồi hướng trí nhất thiết trí, nên có thể tu hành bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Phật dạy: Khánh hỷ, sắc, sắc là tánh không, cho đến trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết tướng là tánh không. Vì sao? Vì dùng sắc cho đến trí nhất thiết tướng là tánh không, cùng với bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng đều không hai, không hai phần. Khánh hỷ nên biết, do bát nhã ba la mật đa nên có thể hồi hướng trí nhất thiết trí, do hồi hướng trí nhất thiết trí nên có thể làm cho bố thí ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng được rốt ráo viên mãn. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa đối với bố thí vân vân ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là bậc đạo sư, cho nên ta chỉ xưng tán bát nhã ba la mật đa. Khánh hỷ nên biết, ví như rải hạt giống xuống mặt đất, do các duyên hòa hợp, hạt giống được sanh trưởng, nên biết mặt đất là nơi để hạt giống dựa vào sanh trưởng và có thể đứng vững được. Như vậy, bát nhã ba la mật đa là chỗ nương tựa, chỗ xây dựng, chỗ sinh trưởng cho sự hồi hướng về trí nhất thiết trí, cùng với bố thí vân vân ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng. Thế nên bát nhã ba la mật đa này đối với bố thí vân vân ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng là tôn quý, là bậc đạo sư, vì vậy ta chỉ xưng tán bát nhã ba la mật đa. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với công đức thù thắng lợi ích của bát nhã ba la mật đa này nói không cùng tận. Vì sao? Vì từ khi con theo Thế Tôn thọ học công đức lợi ích thù thắng của bát nhã ba la mật đa rất sâu, rất rộng, không bờ bến. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường thì sẽ đạt được công đức cũng không bờ bến. Còn nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này mà chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết cùng khắp thì đó là giữ gìn tất cả Phật pháp. Do nhân duyên này cho nên thế gian liền có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc tu hành bố thí trì giới, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc đại tộc sát đế lợi cho đến đại tộc cư sĩ, hoặc trời tứ đại thiên vương cho đến trời phi tường, phi phi tường xứ, tất cả thắng sự khác của thế gian đều xuất hiện. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca, ta không thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa này, chỉ có thuyết công đức lợi ích thù thắng trên. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa, đầy đủ vô biên công đức lợi ích thù thắng, dù có phân biệt diễn thuyết cũng không thể hết. Kiểu Thi Ca, ta cũng không thuyết đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, chí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép, giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường. Các thiện nam thiện nữ vân vân, ta chỉ có thuyết công đức lợi ích thù thắng trên. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân nào không xa lìa tâm trí nhất thiết trí,
dùng vô sở đắc làm phương tiện. Đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này thành tựu vô lượng thù thắng giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn. Kiều Thi Ca nên biết các thiện nam thiện nữ vân vân này giống như Phật. Vì sao? Vì thọ trì đạo vô thượng của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại, nên quyết định hướng đến quả bồ đề của Phật, làm cho tất cả hữu tình được lợi ích an lạc không cùng tận, vượt hẳn các bậc thanh văn độc giác. Kiều Thi Ca giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của thanh văn độc giác so sánh với giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của các thiện nam thiện nữ vân vân này thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, cho đến không bằng 1 phần cực nhỏ. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này vượt khỏi tâm tưởng thấp kém của tất cả thanh văn độc giác. Đối với pháp của thanh văn độc giác thừa thì không bao giờ xương tán, đối với tất cả pháp thì điều gì cũng biết rõ, nghĩa là có thể biết việc vô sở hữu một cách đúng đắn. Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào tâm không xa lìa trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, ta nói người đó sẽ được vô lượng vô biên công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại vị lai. Trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chư thiên chúng con thường theo ủng hộ các thiện nam thiện nữ vân vân này, không để cho tất cả người chẳng phải người vân vân và các duyên xấu ác làm tổn hại. Bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà thọ trì đọc tụng, thì khi ấy có vô lượng trăm ngàn thiên tử vì nghe pháp nên đều đến vân tập trong hội chúng cùng hoan hỷ vui mừng, cung kính thọ trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Kiểu Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi tuyên thuyết pháp tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì có vô lượng các thiên tử vân vân đều đến vân tập trong hội chúng, họ dùng oai lực của trời làm cho pháp sư tăng trưởng biện tài, tuyên dương không cùng tận trong lúc thuyết pháp. Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, khi tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, thì có vô lượng các thiên tử vân vân vì kính trọng pháp nên đến vân tập trong hội chúng, họ dùng oai lực của trời làm cho pháp sư biện tài lưu loát trong lúc thuyết pháp, giả sử có gặp chướng nạn cũng không bị gián đoạn. Kiểu Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết, lưu truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cúng dường, sẽ được vô biên công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại, ma và quân ma không thể làm não hại được. Lại nữa, Kiều Thi Ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào ở giữa bốn chúng mà tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tâm không khiếp sợ, không khuất phục trước tất cả câu hỏi, là vì vị ấy nhờ sự hỗ trợ của đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Lại nữa, trong tạng bí mật Bát Nhã Ba La Mật Đa này có đầy đủ tất cả pháp phân biệt, đó là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu ký, pháp vô ký, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp cộng,
Pháp Bất Cộng, Pháp Thanh Văn, Pháp Độc Giác, Pháp Bồ Tát, Pháp Như Lai. Các pháp như thế vô lượng vô biên, pháp môn phân biệt đều thâu nhiếp vào đây. Lại do các thiện nam thiện nữ vân vân này khéo an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cho nên hoàn toàn không thấy có người luận nạn, không thấy có chỗ luận nạn, cũng không thấy có thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Kiểu thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này nhờ sự hộ trì của đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên không khuất phục tất cả luận nạn của các học phái khác. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này tâm thường không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, tâm không chìm đắm, cũng không hối hận ưu sầu. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ vân vân này không thấy có pháp có thể làm cho kinh hãi sợ sệt cho đến ưu sầu hối hận. Kiều thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn được vô biên công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại, phải nên đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi. Lại dùng các loại tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen không được tạm bỏ. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, thì trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, thì các thiện nam thiện nữ vân vân này luôn luôn được sự kính mến của cha mẹ, sư trưởng, bạn bè, quốc vương, đại thần và các sa môn, bà la môn vân vân, cũng được sự hộ niệm của chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn ở mười phương vô biên thế giới, lại được sự bảo vệ của chư thiên, ma phạm, người chẳng phải người, A-tu-la vân vân ở thế gian. Các thiện nam thiện nữ vân vân này thành tựu biện tài tối thắng không gián đoạn ở tất cả thời tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến trí nhất thiết tướng không bao giờ giải đãi, phế bỏ việc giáo hóa hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Các thiện nam thiện nữ vân vân này thành tựu thần thông thủ thắng của Bồ Tát, du hành đến các cõi Phật một cách tự tại vô ngại. Các thiện nam thiện nữ vân vân này không bị tất cả luận sư ngoại đạo khác hàng phục, ngược lại họ có thể hàng phục tất cả luận sư ngoại đạo khác. Kiều thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn được công đức lợi ích thù thắng không đoạn không tận ở đời hiện tại vị lai như thế, thì phải đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đem tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, viết chép giảng giải, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Lại nữa, kiểu thi ca, các thiện nam thiện nữ vân vân nhờ viết chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, dùng các loại trang nghiêm để chỗ thanh tịnh mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, khi ấy ở 3000 đại thiên thế giới và 10 phương vô lượng vô biên thế giới khác, trời tứ đại thiên vương cho đến trời quảng quả, có người phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thường đến chốn này chiêm ngưỡng lễ bái đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiễu quanh bên phải chắp tay lễ bái rồi lui, trời tịnh cư cũng thường đến đây chiêm ngưỡng lễ bái đọc tụng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiễu quanh bên phải chắp tay lễ bái rồi lui, có các loài rồng dược xoa đầy đủ oai đức lớn, cho đến người chẳng phải người vân vân cũng thường đến đây chiêm ngưỡng lễ bái đọc tụng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nhiễu quanh bên phải chắp tay lễ bái rồi lui.
Kiểu thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, nên nghĩ như vậy. Hiện giờ 3.000 đại thiên quốc độ và 10 phương vô biên thế giới khác, tất cả trời rồng cho đến người chẳng phải người vân vân, thường đến đây chiêm ngưỡng lễ bái, đọc tụng bát nhã ba la mật đa sâu xa, do ta viết chép, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen, nhiễu quanh bên phải, chắp tay lễ bái rồi lui. Như vậy là ta đã làm việc pháp thí rồi. Nghĩ như vậy rồi, hoan hỉ, vui mừng, làm cho phước đã được, càng tăng trưởng bội phần. Kiều thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, nhờ trời rồng dược xoa Atula vân vân ở 3.000 đại thiên quốc độ và 10 phương vô biên thế giới khác, thường theo ủng hộ, không bị tất cả người chẳng phải người vân vân làm não hại, ngoại trừ đời trước do tạo ác nghiệp nên bây giờ phải chịu quả báo, hoặc chuyển tội nặng thành tội nhẹ trong đời hiện tại. Kiều thi ca, các thiện nam, thiện nữ, vân vân này, nhờ đại oai thần lực của kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà được các loại công đức lợi ích thù thắng ở đời hiện tại như thế. Nghĩa là được chư thiên vân vân, vị nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hoặc đã quy y theo Phật Pháp, được lợi lạc thù thắng vì kính trọng Pháp, nên những vị ấy thường theo ủng hộ tăng trưởng thế lực cho các thiện nam thiện nữ kia. Vì sao? Kiều thi ca, vì các thiện nam thiện nữ vân vân này đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, luôn luôn cứu giúp các hữu tình, luôn luôn làm thành thục các hữu tình, luôn luôn vì các hữu tình không bao giờ lìa bỏ, luôn luôn làm lợi lạc cho các hữu tình, chư thiên vân vân kia cũng lại như thế. Nhờ nhân duyên này thường đến ủng hộ nên các tai họa ngang trái không thể xâm tổn não hại được. Hết quyển thứ 502.